Được đánh giá là một thí sinh có năng lực ngang ngửa các huấn luyện viên, việc Son 7 bị loại trong tập đầu bứt phá rap Việt mùa 2 khiến người hâm mộ vô cùng tiếc nuối. Mới đây, trang Facebook của Bạn Có Tài Mà, một tổ đội hip hop nổi tiếng quy tụ các tên tuổi như Dick, giám khảo Best Battle Rap, giám thí sinh Team Kazik của rap Việt mùa 2, đã cho đăng tải bức ảnh đáng chú ý kèm caption: "Ban giám khảo như vậy đủ chất lượng cho một giải duy tai không anh em?" Trong bức ảnh bao gồm những tên tuổi nổi tiếng trong làng rap như Zombie, Dick và đặc biệt là sự xuất hiện của thầy Son 7. Điều khiến dân tình ngạc nhiên là thầy Son vừa mới bị BY đánh bại ở bảng A vòng bứt phá của rap Việt, chưa biết được tung nón vàng để cứu hay không đã thấy Son 7 khăn gói đi làm giám khảo một show rap khác rồi sao? Nhưng nhìn Son 7 ngồi vào dàn giám khảo cũng uy tín cực kỳ, quả không hổ danh rapper kỳ cựu nhất trong dàn thí sinh rap Việt với thâm niên chơi rap, thậm chí lấn lướt dàn huấn luyện viên. Ở dưới phần bình luận, netizen đua nhau cả khịa Son 7, người bảo Son 7 bị loại khỏi rap Việt chính là để ngồi ghế giám khảo show này. Có người còn giả bộ bất ngờ khi thấy thầy 7 phút trước đang làm thí sinh này đã ngồi ngay vào ghế nóng. Một số bình luận từ cư dân mạng: Son 7 vừa làm thí sinh rap Việt mà giờ bay qua làm ban giám khảo rồi à, yêu cầu thay giáo sư vào làm ban giám khảo, chứ kiểu gì làm thí sinh chẳng bị loại. Thầy 7 cố tình rớt rap Việt để về làm giám khảo đúng không? Anh khơ me bốn nón bảo hiểm đâu? Thực ra, hình ảnh trên được ghi hình tại sự kiện Hip Fest, một cuộc thi rap hip hop dành cho giới under tổ chức vào trước thời gian diễn ra vòng casting rap Việt 2. Tất nhiên, với trình độ và kinh nghiệm của Son 7, việc anh ngồi ghế giám khảo mùa giải đấu về rap trong giới under là quá bình thường. Trước đó, netizen còn hài hước đùa rằng Son 7 dự thi rap Việt để dạy dỗ cho 4 vị huấn luyện viên thì đúng hơn, và nhiều người tin rằng đây không chỉ là một lời đùa giỡn. Nhiều người xem còn tinh ý nhận ra khi Bin chiêu mộ Son 7 về team của mình, huấn luyện viên rap Việt không cho rằng Son 7 về với đội anh với tư cách một thí sinh mà là một người bạn đồng hành đúng nghĩa. Chương trình Hip Fest gọi đầy đủ là Hip Hop Festival Việt Nam All Stars, dành cho thanh niên, sinh viên đam mê và yêu thích nhảy múa, do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam quận 10, Câu lạc bộ cựu du học sinh quốc tế IAN tổ chức. Mục đích thông qua chương trình, ban tổ chức mong muốn tìm kiếm các tài năng trẻ đại diện Việt Nam giao lưu tranh tài với các nước trong khu vực và quốc tế, hướng đến sự phát triển và hội nhập của Việt Nam. Ngoài ra, chương trình còn mở rộng bảng thi đấu dành cho học sinh, sinh viên khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận tham gia. Đây cũng là hoạt động giúp cho học sinh, sinh viên yêu thích nghệ thuật nhảy múa và thể dục thể thao rèn luyện, tự do sáng tạo, làm việc đội nhóm, nâng cao tinh thần học tập. Chương trình Hip Fest bao gồm các nội dung như show cắt dành cho học đường gồm tối thiểu 8 đến 20 người một nhóm, áp dụng cho các thể loại nhảy không phân biệt chuyên môn, nội dung thi đấu Jacking Battle, All Style Battle, Rap Battle, show cắt. Ban giám khảo chương trình gồm đạo diễn, nhóm nhảy nổi tiếng như Son 7, đạo diễn Việt Mách, Linh 3T, Hiếu Technic, Khánh Giai. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu thấy hay và hấp dẫn hãy để lại bình luận động viên, bấm đăng ký và chuông thông báo để nhận những video mới nhất của kênh. Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe cũng như luôn thực hiện tốt thông điệp 5K để bảo vệ bản thân cũng như mọi người xung quanh nhé.